Xin chào các bạn, thầy là Thịnh Long. Hôm nay thì thầy sẽ giải bài tập trang 104, 105 sẽ qua toàn 7 tập 4 của chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vào bài đầu tiên, bài số 1. Đặt tên cho các điểm và các cái đường thẳng còn lại ở hình 6. Bây giờ thầy có như sau. Thầy gọi đây. Tôi có là M này. Được chưa? Đây là cái điểm này. Đây là đường thẳng A này. Tôi đặt tên là đường thẳng B. Đây là đường thẳng C. Được chưa? Đây là điểm A này. Đây là điểm M này. Đây là điểm B này. Đây là điểm C này. Và đây là điểm D. Đây là phần 61 nhá. Đó một thời gian là đặt tên đấy. Bài 2 của chúng ta. Nào bây giờ chúng ta sẽ vào bài số 2. Để bài chúng ta như sau. Ở đây các bạn chú ý nhá, ở cái điểm này thì nó C là trùng nhau thì thầy gọi lên cái điểm này điểm K đi. Sửa lại thầy điểm này điểm K đi, có C này và C này trùng nhau. Bài số 2 chúng ta nào. Vẽ 3 điểm ABC và 3 đường thẳng ABC. Thầy gọi đường thẳng A này. Đường thẳng A này. Đường thẳng B này. Đường thẳng C này, được chưa? Thầy có điểm A này. Điểm B này. Thầy có điểm C này. Được chưa? Đấy, C này C lớn nhá, đây là C nhỏ nhá. Nó dễ bị nhầm đấy, các bạn chú ý. Cái bài số 3 của chúng ta này như sau. Xem hình 7 để trả lời. Hình 7 của chúng ta sẽ có đường thẳng P, đường thẳng Q, Q có cái điểm như này. B này, M này, N, đây là A, đây là D, đây là C, được chưa? A, B, C, D, được chưa nào? Ở câu A của chúng ta, các bạn vẽ hình vào nhé. Điểm A thuộc những đường thẳng nào? Điểm A nó thuộc vào đường thẳng nào? Điểm A này, nó thuộc vào đường thẳng N. Điểm A thuộc đường thẳng nào? Thuộc thẳng Q. Điểm B thuộc vào những đường thẳng nào? Được chưa? Điểm B của chúng ta nó sẽ thuộc vào đường thẳng MN Q. À, MN và P nhỉ? Đúng không nào? Đường thẳng M. Điểm B nó thuộc vào đường thẳng N. Và điểm B nó thuộc vào đường thẳng gì? Đường thẳng B. Được chưa? Câu B của chúng ta. Những đường thẳng nào đi qua điểm B? Được chưa? Đường thẳng đi qua điểm B thì rõ ràng các cái đường thẳng MNB này này, MNP này đi qua điểm B. Các đường thẳng của chúng ta MNP đi qua điểm B. Được chưa? MNP đi qua điểm điểm P. Đường thẳng nào đi qua điểm C? Đường thẳng nào đi qua điểm C? Ta gọi là đường thẳng M và Q. À, cái này là ghi bằng ký hiệu nhá. Ghi bằng ký hiệu thì chúng ta sẽ bởi vì ở cái đường thẳng đi qua điểm B. Đường thẳng nào đi qua điểm C? C thì ta sẽ có được cái gì? Ta sẽ có là M thuộc vào gì? À, C thuộc vào đường thẳng gì? Thuộc đường thẳng M. C thuộc đường thẳng M. Và Q. C thuộc đường thẳng Q. Được chưa? Đấy. Đó là câu B của chúng ta. Câu C nào? Câu C ở đây các bạn chú ý. Điểm D nằm trên đường thẳng nào? Điểm D của chúng ta nó sẽ thuộc vào đường thẳng Q. Được chưa? Và không nằm trên đường thẳng nào. Và điểm D này nó sẽ không nằm trên đường thẳng. Thứ nhất là không nằm là trên đường thẳng M, N và P. D không nằm trên đường thẳng N. Và D nó cũng không nằm trên đường thẳng P. Được chưa? Đấy. Thì đó là bài số 3 của chúng ta. Các bạn chỉ bày vào nhé. Để chúng ta sẽ sang bài số 4, 5, 6 nhé.
Rồi chúng ta sẽ vào bài số 4 nào. Vẽ hình theo các cái cách diễn đạt sau đây. Điểm A nằm trên đường thẳng A, điểm C nằm trên đường thẳng A. Câu A chúng ta. Nào, điểm C nằm trên đường thẳng A nào. Các bạn dùng thước nhá. B của chúng ta nào. Điểm B nằm ngoài đường thẳng B. B nào. À, điểm B này. Được chưa? Bài số 5 của chúng ta. Vẽ hình theo các kiểu sau. Điểm A thuộc vào đường thẳng P. Thì ta sẽ có đường thẳng P này. A này. Điểm B nó không thuộc vào đường thẳng Q. Ta có là đường thẳng Q này. Cái điểm B của chúng ta nó không thuộc này. B là ngoài. Vậy thì bây giờ thầy sẽ có bài số 6 của chúng ta như sau. Cho đường thẳng M, điểm A thuộc M và điểm B không thuộc M. Được chưa? Ở câu A của chúng ta vẽ hình với ký hiệu. Nào, đường thẳng M này. Điểm A là thuộc này. Và điểm B là không thuộc. Được chưa? Câu B. Câu B nào. Nhớ hỏi rằng là có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng M hay không? Hãy vẽ hai điểm ở thế với ký hiệu. Okay, có rất nhiều điểm. D, E. Thì có như sau. D thuộc vào M và E thuộc vào M. Được chưa nào? Đấy. Câu C của chúng ta là có những điểm không thuộc đường thẳng M và khác điểm B không? Hãy vẽ hai điểm như thế với ký hiệu. Có rất nhiều, đúng nào? Điểm ta lấy một điểm tiếp theo này. F này. Được chưa nào? Điểm K này. Được chưa? Điểm F không thuộc vào M. K thì là nó sẽ không thuộc cái M. Được chưa? Đấy. Thì đấy là gì? Đấy là cái bài tập số 6 chúng ta. Bài số 7 là bài đố. Hãy viết một tờ giấy thì cái bài này chúng ta sẽ tự làm. Được chưa? Vậy là chúng ta đã giải quyết xong các cái bài tập ở trong cái phần điểm và đường thẳng của chúng ta. Ở trong bài tiếp theo thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn nội dung bài giảng, đó là về 3 điểm thẳng hàng. Các bạn chú ý nhé. Đấy, ok. Bài giảng của thầy tạm dừng ở đây. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài giảng tiếp theo. Chào các bạn, thầy là Thanh Long. Hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách mà chúng ta học hiệu quả cái khóa online toán nền tảng và mở rộng lớp 6 chúng ta. Các bạn vừa mới xem được cái video giảng bài tập của thầy ở trong chương trình toán nền tảng mở rộng. Các bạn nhớ đăng ký kênh của trung tâm để chúng ta nhận được video mới nhất. Và bây giờ các bạn lưu ý rằng là chúng ta sẽ xem mà học khóa online này trên website trực tuyến vinastudy.vn như thế nào cho hiệu quả thì các bạn lưu ý nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ vào website vinastudy.vn để chúng ta gọi trực tiếp vào. Đấy. Dĩ nhiên rằng ở đây là chúng ta sẽ phải đăng nhập. Đấy. Để thầy đăng nhập vào. Thì ở đây các bạn chỉ chú ý như sau. Thầy sẽ có khóa học lớp 6. Thì bây giờ để tìm khóa học lớp 6 thì các bạn sẽ vào trong cái danh mục khóa học này này. Các khóa học ở bên dưới logo nhé. Chúng ta sẽ vào cái phần toán lớp 6 của chúng ta. Đấy thì nó sẽ có là Vina 1 là toán nền tảng và mở rộng. Thì ở trong khóa học này cũng điều đặc biệt là như sau. Những bạn khóa học này là thầy trực tiếp giảng dạy. Cho nên thầy sẽ có cái ưu đãi đặc biệt cho các bạn. Tức là với những bạn mà các bạn xem được cái video này của thầy, cái hướng dẫn này của thầy, thì thầy sẽ có cái ưu đãi là chúng ta sẽ học 1 năm cái khóa học này, cả kỳ 1, cả kỳ 2, chỉ với 199.000 đồng 1 năm. Các bạn lưu ý nhé. Ở trong cái phần này thì chúng ta sẽ có từng bài. Chúng ta sẽ có từng bài. Đấy, từng bài học bám sát theo toàn bộ chương trình sách giáo khoa. Sau mỗi một bài học lý thuyết như thế này thì chúng ta sẽ có một cái phần giải bài tập theo sách giáo khoa. Và sau phần giải bài tập sách giáo khoa thì thầy sẽ có một đề thi online. Các con lưu ý rằng là đối với đề thi online này thì nó sẽ là bám sát về phần kiến thức nền tảng của chúng ta. Ở chương trình toán lớp 6 chúng ta phải học thật vững toán nền tảng cho thầy. Cái kết quả đề thi online này thì sẽ được cập nhật toàn bộ vào học bạ điện tử của chúng ta nhá, và được gửi về email cho quý các bạn. Vậy thì ở đây các bạn chú ý nha. Chúng ta sẽ đặt mua cái khóa học này như thế nào. Ở đây thì chúng ta sẽ đây, kích vào cái phần live chat này như này. Thì em sẽ ghi rằng là các bạn sẽ ghi vào phần live chat này. Các bạn sẽ ghi là địa chỉ nhá. Địa chỉ này, số điện thoại này. Đấy, và đơn đặt hàng là mình ghi là em muốn mua khóa học này. Đấy, khóa học online toán nền tảng. Hoặc các bạn có thể ghi là Vina 1 toán 6 cho nó nhanh được. Toán 6 với cái giá là 200.000 đồng một năm. Đấy.
Thì đó là cái chương trình thầy ưu đãi cho các bạn, cái hướng dẫn của thầy thì cũng như là cái thông tin liên quan về cái chương trình online toán nền tảng và mở rộng lớp 6 của chúng ta. Đấy, các cái bài học mà thầy xây dựng lộ trình như thế này để chưa nào. Ok, thầy chúc cho các bạn, tất cả những bạn đã xem cái video của thầy, học chương trình online với thầy, là chúng ta sẽ có được kết quả thật tốt trong năm học này. Được chưa? Thầy xin chào và hẹn gặp lại.